đâu chơi anh? Đường có trơn lắm không? Ôi, ôi, đường có trơn lắm không? Có chứ. Trơn à? Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên là cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tới tất cả mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bạn Em. Đấy, chiều hôm nay thì có vẻ như là một cái tin đáng là buồn của bác ạ. Đấy, bây giờ thì có vẻ như có sương mù rất là nhiều của bác. Mưa từ hôm qua tới bây giờ. Nếu mà có cô bác anh chị nào ở trên những cái vùng cao thì cũng biết là mưa từ hôm qua tới bây giờ. Không biết là ở dưới xuôi của cô bác anh chị thì có mưa không. Đấy, cắt thì hiện tại là cháu Lực lấy cắt xay với lại cắt chát lên rồi. Nhưng mà do là hôm nay trời mưa quá, anh em không có vận chuyển được cái vật liệu đi vào của bác ạ. Đấy, ở phần phía bên kia là cái gạch bi của nhà người ta của bác. Đấy, một tí nhà nào thì cháu Lực sẽ chỉ sau trong quá trình mà anh em đi đấy. Đấy, nhà của em sửa thì hoàn toàn là không có dùng bằng cái gạch bi của bác nhá, chỉ dùng toàn là gạch đỏ là nhiều thôi. Đấy, bây giờ thì xin mời tất cả các bác anh chị là cùng theo dõi hết video và cùng theo cháu Lực đi vào nhà của ba ông cháu một chút cô bác. Đấy, trời hôm nay thì có vẻ như là khá là trơn đấy cô bác ạ, cái đường đấy. Nếu mà không có mưa thì phải nói là đường đi đi rất là ok cô bác. Ôi trời. Ôi chắc nhà đấy đà đấy. Ui. Chỗ đoạn sau thì có vẻ như rất là trơn các bác ạ. Phải lấy đà lên thì mới lên được. Đấy, nếu mà hôm nay mà không có mưa nữa thì cháu Lực sẽ lại bảo cái đội quân vận chuyển vật liệu của cháu Lực các bác ra vận chuyển đi vào nhà của em xử cho hết cái phần cát đi. Bây giờ thì cũng gần đến mùa đông rồi các bác, cho nên là trời mà mưa một chút là rất là lạnh nữa trên này ấy. Ôi đi đâu anh? Đi chợ à? Mưa đến tận trưa thì mới tạnh được các bác, đến bắt đầu đầu giờ chiều thì mới bắt đầu tạnh. Xong là cháu Lực với Văn Hiệu thì mới lên được trên nhà của ba ông cháu. Ui, đoạn thì không đi được hai người đâu. Cầm cái lưng ạ. Ồ, vừa rồi ông kia xuống kiểu gì đây nhỉ? Để con đáy ra đó. Cầm nhá. Ai nói là mấy thanh niên kia đi thì hầu như hình như là cái tảng đá này là dùng để đây sao ấy, xem được điều cái đây để như này này. Trơn quá rồi. Cái đoạn này thì bây giờ nếu mà để chở cát thì không có lên được nữa các bác ơi. Bây giờ còn là đi nguyên sẽ không nên nó đã rất là bam rồi. Chỉ cần mua một tí thôi là đường này là không đi, không lên nổi đâu các bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực có bảo với cô bác là cái chỗ mà gạch bi ấy thì là nhà của anh ấy lấy đấy các bác này. Nhà của anh ấy thì cũng vận chuyển vật liệu
cũng khá là xa đấy cô bác. Có vẻ như có sương mù rất là nhiều các bác đúng không? Hầu như là trên nhà của ba ông cháu này là cái ngôi là ở gần cái chỗ mà rừng già nhất rồi các bác ạ. Cho nên là ở trên này lạnh thì cũng là lạnh nhất, nếu mà mát thì cũng là mát nhất ở trên này các bác, tại vì nó rất là cao. Mấy cái đoạn này thì không có trơn mấy đâu các bác. Ở đây là nó là thổ dạng là đất đất cát đấy, đầu đạn nó cắt cho nên là mưa là nó không bị trơn như cái đất ra, không bị đất không, cái đất mà đất không ở phần bên kia các bác. Hôm nay thì lên thì không biết là em Sử có ở nhà không, em Hải thì chắc là đi học rồi ấy. Sau nó chơi luôn nó bái ở giữa đường luôn. Cái xe thì chắc là hai anh em chỉ có để được đây thôi, không có mang đi được và đi xuống cái kia nữa. Phải đi thì hai anh em còn phải đeo theo cả áo mưa nữa các bác ạ, sợ rằng là một tí nó mưa. Cái chỗ này mà bây giờ mà nếu mà chở cát hay là nguyên đi nguyên con xe máy xuống thôi thì lên nó lên không nổi đâu các bác, rất là trơn. Thế sau này thì nếu mà có thể là làm nhà cho các em xong, cái khoản tiền quý nhà còn dư ra thì có thể để đổ cho các em ở đây một cái đường bê tông nho nhỏ. Cái đoạn này nếu mà không có mấy cái cây trúc này các bác này, đoạn này cũng rất là nguy hiểm các bác. Phải nói là đi nếu mà như mà không có cây trúc này, xe máy mà đổ xuống đây đó là trôi đi hẳn tít dưới cái khe suối kìa các bác. Đấy, bây giờ thì có những cái măng nứa này vào thì không có, cái tre nứa này vào thì không có sợ sệt nữa. Sử thì tối hôm qua là ngủ tại ở trên lán này luôn cô bác ạ, không biết là bây giờ còn ngủ ở đây không. Đấy, hôm nay thì các anh thợ là sẽ nghỉ cô bác ạ. Đấy, như nếu mà cô bác theo dõi cái video trước thì cũng đã biết là lý do tại sao là các anh thợ lại nghỉ ấy. Đấy, hiện tại thì các anh đã làm xong cái phần gần xong cái phần cái chỗ mà phần buồng ngủ ấy các bác. Đấy, đã làm đến phần cửa sổ rồi. Cái cửa sổ thì cháu Đức cũng làm rất là rộng rãi cho các em luôn. Vừa rồi cũng quên không gọi Sử, alo cho Sử xem là Sử có ở nhà không. Alo. Để. Đang ở đâu em? Ở nhà thôi. Đang ở nhà. Thế lên trên nền nhà một tí đi. Anh ở trên này này. Vâng. À. Sử thì đang ở nhà thôi cô bác. Hôm nay thì là thời tiết mưa này thì chắc cũng chẳng đi được đâu. Bây giờ thì hiện tại là công việc của nhà em Sử thì mọi cái thì cũng đã xong rồi. Bây giờ chỉ cần ngôi nhà nữa xong. Không biết là có ai đang nhớ cháu Lực cái sao cô bác ạ. Hình như là cháu Lực phát hiện ra là cái nguồn nước này cứ mưa một cái là nó có nhiều hơn hay sao quá ạ. Nọ thì không biết là thanh niên nào đi xe ở đây, thành ra là chỗ này nó bị bục rồi các bác. Mấy đứa phải là làm lại cái chỗ này. Cháu Lực cũng xin được nói về một chút cái vấn đề và bể phốt đó các bác. Cháu Lực cũng đọc được một số cái bình luận ở trên kênh nói rằng là cái bể phốt mà đào rất là thấp với các bác. Cái hôm đấy thì chắc là do là cháu Lực không có quay được ký cho nên là cô bác anh chị là không có biết. Cái bể phốt này thì phải nói là đào đến tận đây rồi các bác này, mét dưới rồi. Đấy, mét dưới thì nó rất là sâu rồi đấy các bác. Cháu Lực
Cháu Đức là mong rằng là cô bác anh chị sẽ có những vấn đề gì thì có thể là gọi điện cho cháu Lực trực tiếp luôn, để cho cháu Lực giải đáp luôn cho cô bác anh chị là cùng biết nắm rõ về những cái sai sót ở chỗ nào của nhà ba ông cháu. Và cũng có thêm một số cô bác bảo là cái phần nền nhà của bác rất là thấp này, nhưng mà không phải đâu. Bây giờ là nó sẽ thấp như này, nhưng mà mấy nữa, một thời gian nữa mình đổ bê tông vào thì nó sẽ cao hơn cô bác ạ. Đang ngủ à? Đang ngủ à? Đang làm gì đấy? Rồi anh chào Sử nhé. Vâng, chào anh ạ. Rồi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Ngày hôm qua thì phải nói rất là may đúng không? Vâng. Biết là may cái gì không? May trở hơi trở hơi cát đúng không? Ca lại mưa. Đang mệt à? Vâng. Từ từ nghỉ ngơi một lúc đã, hết mệt rồi anh em mình lại nói chuyện sau. Vâng. Đây, hôm qua thì phải nói rất là may cô bác ạ. Khi mà trở xong cắt xay này rồi thì trời mới mưa. Đấy, bây giờ cái phần cắt này thì có thể là các anh sẽ xài được độ tầm là một tuần. Đợi đến bao giờ mà trời nắng thì lúc đấy thì là anh em mình lại tiếp tục là thuê người vào vận chuyển tiếp nhá. Vâng. Đấy. Hay phải nói là hình như là có một điều tâm linh nào gì đấy cô bác ạ. Ở dưới nhà của các anh thợ đấy, hàng xóm ấy, có người mất cho nên là làm đám tang ấy, thành ra là mưa từ trưa, mưa từ tối sao nhỉ Sư nhỉ? Vâng. À trưa thì mưa một chút nhỉ? Vâng. Đấy, mưa từ trưa xong rồi đến trưa hôm nay thì mới tạnh được cô bác. Đấy. Như này thì các anh xay xong thì mới mưa cô bác ạ. Xay xong độ tầm đến chiều thì trời mới mưa cho nên là nó không có ảnh hưởng gì đến cái phần vấn đề bức tường cả cô bác. Đấy, bây giờ cháu Lực đập mạnh như này thế này nó cũng chẳng có ra này cô bác này. Đấy. Đấy, mình đập nó sức nó vừa vừa thôi. À, cái gì thì mình nếu mà mình dùng sức quá phá thì nó cũng hỏng đấy mà cô bác. Đấy, như này thì không có ảnh hưởng là đến cái vấn đề mà vật liệu với cái hàng gạch nó không được chắc cả cô bác ạ. Sử có nhìn thấy chắc chưa? Chắc rồi. Có thích nhưng có thích không? Có ạ. Bây giờ thì bắt đầu nhìn ra được cái ngôi nhà của mình là như nào chưa? Có ạ. Nhìn được đúng không? Vâng. Ở đây thì Sử ở đây thì anh hỏi Sử nhá. Sử ở đây Sử muốn để cửa sổ là góc bên này hay là góc bên này? Hả? Hả? Sử là xem Sử muốn để cửa sổ là góc bên này hay là bên này. Nếu mà để bên này thì nó đi vào tả ly rồi, nhưng mà để bên này thì ở phần bên kia nó gió nó thổi ra thì nó còn mát ở trong phòng. Vâng. Thế thì để phòng bên kia nhá. Góc bên này cũng được. Để góc bên này nhá. Vâng. Còn ở bên này thì để bên này là hợp lý rồi đúng không? Vâng. Bên này thì anh nhìn thấy là cũng hợp lý rồi. Vâng. Nên nếu mà mình để sau này đằng sau thì nó cũng không nhìn được ra phía bên kia rồi. Vâng. Sử nhìn thấy cái móng nhà của mình như vậy là đã chắc chưa? Chắc rồi ạ. Chắc rồi à? Vâng. Có còn lo sợ rằng là sau này nó sẽ bị như nào không? Không sợ đâu. Không sợ đâu à? Vâng. Đấy, trước kia thì đến lúc mà đào cái phần móng nhà đấy, phải nói là hàng xóm của Sử thì cũng có một chút là cái tiêu cực, không có hiểu biết về cái vấn đề mà xây dựng đấy cô bác. Cho nên là hàng xóm nói với Sử thì Sử có thể hơi dè chừng một chút nhờ? Vâng. Bây giờ thì hết dè chừng nữa. Vâng. Tối qua ngủ đây à? Vâng. Ông thì có ở nhà không? Không, có đấy. Ông có à? Vâng. Đấy. Còn sát này thì hôm qua có mưa một tí thôi, nhưng không chẳng có ảnh hưởng gì bị gì cả cô bác. Thì nó chỉ bị loang loang hơi một chút thôi. Tối qua ngủ đây thì có ngủ ngon không? Có. Ngon à? Vâng. À, đây là tối qua em che à? Sáng nay em che à? Vâng. À, đây em Sử thì cũng biết là mưa cô bác cho nên là che chăn chiếu lại cho các anh thợ là đồng hoàng. Đấy như vậy. Ồ trên này thì mưa đây này. Anh em mình đẩy hết ra ngoài đi Sử ơi. Vâng. Đấy, nhiều quá. Ui kìa 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 kìa. Ui. Đấy, như nồi cơm điện này thì cũng không ảnh hưởng gì. Ui, các anh thợ này hôm qua không có để ý mấy. Cái ổ điện kia Sử ơi, cẩn thận em ơi, cái ổ điện. Đấy, để hết vào trong này này. Vâng. Đó, treo lên đi, cái đây treo lên. Treo lên, treo cái phần này này. Treo cái đoạn này. Vâng. Đấy, buộc lại, cẩn thận nha. Vâng. Đấy, treo lên.
Đây có vẻ hơi dính nước một chút rồi đấy. Vâng. Đây được rồi. Hơi dính nước một chút. Ui. Đẩy hết nước. À đây này, đây đây có đây. Đấy nhá, anh đẩy đẩy đây nhá. Vâng. Anh, đi đâu rồi? Đúng. Đây này, đây có đây. Chú ngủ các anh thợ, các anh thợ thì phải nói là bị ướt hết rồi. Cô bác hôm qua thì chắc là mưa, tấm bạt ở trên này thì không có được. Ui, ở đây ui nhiều đấy. Đây, tấm bạt ở trên này thì có vài chỗ là nó bị thủng đấy cô bác. Đây, nếu mà thời tiết mà cứ mưa như này suốt đấy cô bác thì cái tiến độ của nhà ba ông cháu thì sẽ bị chậm chế một chút cô bác. Nếu mà cứ nắng như hôm nọ ấy thì cô bác cũng đã theo dõi được rằng chỉ vài cái thước phim thôi mà chúng được chia sẻ lên là nó đã được như thế này, đã hình thành được cái phần không cái ngôi nhà này rồi cô bác này. Và trong hôm nọ thì các anh thợ cũng có nhắc nhở cháu Lực một chút đấy cô bác. Cái cột nhà thì mình không nên làm chắn quá, nếu mà theo cái phong thủy đấy thì là bỏ bớt thêm một cột cô bác. Hay còn nếu mà cột nhà ấy thì mình hay nói là theo kiểu là sinh láo bệnh tử này cô bác này. Đây cái cột nhà thì hầu như là mỗi cột là nó tượng trưng cho một cái cột gì đấy cô bác. Ví dụ như bây giờ làm 4 cột thì nó là như sinh láo bệnh tử, sinh láo bệnh tử. Xong là xong 4 cột rồi tiếp tục là sinh láo bệnh tử là 8 cột cô bác nhá. Xong thì cháu được làm thêm một cột nữa, sinh. Đấy có nghĩa là mình vừa mới khởi đầu luôn cô bác ạ. Hôm nọ thì cái thước phim trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ luôn rồi. Nếu mà Sử theo Sử làm một cái cột ở đây thì Sử có thể cảm thấy vướng không? Có ạ. Cảm thấy vướng đúng không? Vâng. Anh nhưng mà bây giờ thì anh cũng được các anh thợ là thảo luận làm anh em đóng góp ý kiến với nhau thì bỏ cái cột này đi nhá. Vâng. Không phải là bỏ cái cột này đi là nó sẽ yếu hơn đâu nhá. Vâng. Đấy. Tại vì là hai cái cột, bốn cái cột hai bên thì nó đã chắc chắn rồi. Vâng. Đấy, ở đây thì sau này mình còn để thêm sắt mọi cái nữa. Vâng. Đấy ở đây thì người nhà người ta ở dưới xá em nhìn thấy đúng không? Người ta cũng làm mà rất là xa, cái cột rất là xa đúng không? Vâng. Xong ở trên thì người ta cũng đổ cái phần hiên hay là phần sàn nhà nó rất là dày đúng không? Vâng. Đấy. Trong một Sử thì có cái gì thắc mắc thì có thể là bảo anh nhá. Vâng. Để anh giải đáp cho. Đấy. Vâng. Chứ không là em đi anh cũng ở trên video thì anh cũng đã nói luôn là em đi nghe người ta nói, thí dụ như là đào cái bể phốt ở đằng sông nhà ở nhà đúng không? Vâng. Sau này nó sẽ bị hôi lên đúng không? Vâng. Có nghe người ta nói với em như vậy không? Có ạ. Có à? Vâng. Đấy nhưng mà anh nói với em thấy những cái nhà ở dưới xuôi kia người ta đã làm ở trong nhà vệ sinh, có thể là nhà rất là cao tầng. Vâng. Đấy. Người ta cũng làm ở trong nhà. Vâng. Đấy mà lúc mà mình làm như này thì nó sẽ không như này đâu. Sau này mình còn đổ thêm một lớp nền. Xong vâng. Mình ốp thêm một lớp gạch nữa. Phải ốp bao nhiêu lớp nữa nó không bao giờ hở một chút khí ra cả. Mình làm cái ống khí nó đã lên trên hẳn rồi. Vâng. Đấy. Đấy xong là xong cái phần bể phốt rồi đúng không? Vâng. Đấy. Mình còn làm ống thải nó đi ra tận dưới kia nữa cơ mà. Vâng. Cách xa nhà cơ mà. Vâng. Đây phải nói em Sử thì còn nhiều điều em ấy chưa còn nắm bắt được cô bác. Cũng chỉ đi ra ngoài nói người ta nói cho em ấy nghe thôi. Thì em có thể như em sẽ suy nghĩ một chút. Một chút tiêu cực cái gì đấy nếu mà không có được cháu Lực nhắc nhở em ấy thì thành ra là em ấy không có thích điều này. Em Sử thì là một người mà rất là hiền lành cô bác, ai nói gì cũng chỉ biết là dạ vâng thôi. Ông thì đang làm gì ở đây kia đấy? Ông ở nhà thôi ạ. Nhà thôi ạ. Vâng. Đây thì vẫn còn chừa ra một cái khoảng mà phải nói là rất là rộng cô bác. Ra bên kia thì phải nói là được tầm hơn 3 mét cô bác. Ở chỗ này thì sau này xe có thể vòng ra kia luôn. Đấy và xe thì có thể để đây luôn. Xong là xây ở đây một cái giếng nhỏ nhỏ nữa. Vâng. Mình rửa xe mọi cái, giặt quần áo, rửa rau ở đây luôn. Vâng. Rau thì chắc chắn là sau nhà vẫn đằng sau đi vào trong nhà sẽ vẫn có thêm một cái nguồn nước, dây nước đi vào nữa. Vâng. Đấy em lo, em đừng có lo, yên tâm về cái điều này nhá. Vâng. Còn cái bể phốt này thì đừng có bỏ đá vào trong này nhá. Vâng.
Ở đây thì nó, ở đây thì bể phốt này đã xây 3 ngăn rồi. Đấy. Ngăn ở trên này là to nhất, xong đến ngăn này, xong nó mới thải ra ngoài. Vâng. Đó. Đến lúc mà làm cái phần nhà xong đấy thì các anh thợ sẽ làm một cái rãnh ở đây nữa này. Vâng. Đấy, cái rãnh ở đây thì nó sẽ không có chảy được ra. Bây giờ mình đào, càng đào xuống sâu thì nước nó sẽ càng chảy xuống đúng không? Vâng. Nó không phải là chảy từ dưới lên lên đúng không? Vâng. Rồi thì bây giờ các anh cũng đã vận chuyển hết vào đây rồi cô bác này. Có thể là gạch này xây xong cái phần nhà, cái phần phòng ngủ với lại một thêm một bức tường ở đây thì sẽ hết rồi. Bây giờ thì gạch là chắc chắn là sẽ phải gọi thêm vào nữa rồi cô bác. Nhưng mà trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong trời sẽ không có mưa để ủng hộ cho mấy anh em trong cái quá trình mà vận chuyển vật liệu nó đi vào dễ dàng hơn. Như ở đầu video thì cô bác cũng đã biết rằng là quãng đường của hai anh em đi đấy, chỉ hai anh em đi thôi, không có chở vật liệu, thì đã phải là xuống để dắt xe rồi. Có vẻ như là bây giờ này cô bác này, sương mù rất là nhiều luôn. Không biết là qua cái góc của máy quay thì không biết là có nhìn được thấy nhiều cái sương mù như này không? Đến mùa đông thì có nhiều sương mù như này không ạ Sứ? Có ạ. Có à? Vâng. Có còn dày đặc hơn không? Nó nhiều hơn không? Có nhiều hơn, nhìn không thấy xa đâu. Không nhìn thấy gì luôn á? Vâng. Thế còn mùa đông như này thì trâu nhà mình thì mình làm như thế nào? Mình lấy ra rơi ra để ăn thôi ạ. Lấy rơm á? À, để cho nó ăn à? Vâng. Còn như mình có phải là đun... đun nước nóng cho nó. Đun nước cho nó uống à? Vâng. Còn thí dụ như nó lạnh quá thì mình làm thế nào để cho nó ấm? Có phải là mình đắp chăn cho nó hay là mình đốt lửa cho nó? Không đốt ạ. Không đốt à? Vâng. Thế là mình làm như thế nào? Để chuồng thì lấy cái bạt thì đi chế thôi. Lấy bạt đi quay nó à? Vâng. Đi quay cái chuồng lại à? Vâng. Thế cái chăn thì mình có phải mặc phủ thêm vải hay là gì không? Không ạ. Không à? Vâng. À, mình không cần mặc áo cho nó à? Vâng. Vậy đến mùa đông thì phải nói là trên này rất là lạnh cô bác này. Như nhà của em Sử thì năm trước này, do là thời tiết lạnh quá không may là bị trâu bị chết hai con đúng không? Vâng. Thế là từ đấy thì mình mới phải đi mua trâu về à? Vâng. Thế bây giờ thì mình là con bé kia có phải của mình chưa? Không phải đâu. Con bé cũng chưa phải, cả hai con à, cũng chưa vâng. phải à? Vâng. Lúc nào mà nó đẻ con ra mới phải của mình à? Vâng. Thế phải nuôi một thời gian nữa nhỉ? Vâng. Còn như sau này trên này thì không có thiết kế là cho trâu để ở đâu nhá. Vâng. Đừng có bảo là dưới đây là cho trâu để ở nhá. Trâu thì mình vẫn cho nó ở dưới kia đúng không? Vâng. Đấy, mình làm nhà ở đây thì mình có thể là buổi tối mình lên trên này ngủ. Vâng. Xong thì mình lại đi xuống để mình xem trâu được. Vâng. Đấy, thí dụ như anh em bảo với em, nếu mà từ đầu mà anh em mình làm nhà ở cái chỗ mà mảnh đất của nhà em ở bên kia đấy. Vâng. Thì em có cảm thấy như kiểu là ông ngủ một nơi, em ngủ một nơi không? Có. Đấy, làm mà hai nơi thì chắc chắn là một người là sẽ phải ngủ ở nhà mới đây. Và vâng. một người thì chắc chắn là sẽ phải ngủ ở cái chỗ mà nhà cũ của mình để trong cái phần trâu của mình đúng không? Vâng. Đấy. Nếu mà bây giờ mà làm nhà cho các em xong thì ra bên kia, gọi là ra bên kia ở, làm nhà cho các em xong thì có thể là làm thêm một cái chuồng. Đấy, nhưng mà thành ra là cái ngôi nhà cũ ở bên này nó bị bỏ hoang này đúng không? Vâng. Đấy, cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà mà kỷ niệm, mà từ nhỏ mình đã ở trên đấy, ở trong đấy rồi. Vâng. Hay những cái đồ nào, đồ kỷ niệm ấy thì mình cũng không có nên có vứt đi hay là phá bỏ gì cả. Vâng. Những ngôi nhà mà nó thật sự mà nó xuống cấp quá thì mình phá bỏ sau. Vâng. Đấy. Ở đây thì cũng gần ruộng nương của các em. Cháu Lực cũng đã nói rất là nhiều lần rồi các bác. Ở trên vùng cao này thật sự ra bà con là cái nghề mà nuôi chính của bà con chính là nhờ vào cái đánh cánh đồng ruộng. Phần ruộng lúa ở nhà mình, kể cả như nhà cháu Lực hiện tại thôi, bây giờ cô bác này, bố mẹ cháu Lực ở nhà, đến lúc nào mà đến mùa gặt hay là đến mùa làm ruộng thì vẫn phải đi ra ngoài, đi ra ruộng để gặt. Cháu Lực cũng phải nói chia sẻ với cô bác biết này, rằng là cháu Lực cũng
là biết cày mọi cái thì cháu Lực cũng đều biết làm mà cô bác. Nếu mà cô bác có theo dõi những thước phim mà cháu Lực lên trên nhà của ba ông cháu thì những cái phần mà cấy lúa này hay là cày thì cháu Lực đều biết làm cả cô bác ạ. Hay ở dưới nhà cháu Lực thì có thể là gia đình cháu Lực khá giả hơn nhà các em một chút thì còn mua được cái máy cày về để mà cày. Nhưng mà trên nhà của Sử thì nếu mà mua máy cày về thì liệu có cày được không? Cái máy cày cầm tay á. Dùng cái thường dùng bé quá. Dùng bé quá không được đúng không? Vâng. Nếu mà như mà máy tuốt thì có thể dùng được không? Được ạ. Máy tuốt thì mình để lại một chỗ xong là mình cứ đi gom về xong là bốn người. Đấy, bốn người thì chắc chắn 5 người thì mới làm được. Vâng. Đấy, một người thì chuyên gia là buộc cái bao tải thóc rồi. Vâng. Với lại làm thêm cái phần là rơm rồi. Vâng. Còn hai người thì chuyên gia là tuốt lúa rồi. Một người thì san ra thành cái bố ló nhỏ này. Vâng. Bó lúa nhỏ này để đưa cho mình để mình đập ấy. Vâng. Đấy. Đấy, cái thước phim hôm nay thì mấy anh em cũng chẳng làm được việc gì cả cô bác. Anh em thợ thì cũng đang trong cái quá trình người ta nghỉ, trong quá trình người ta là bận việc nhà. Đấy, trước khi nghỉ thì mấy anh em cũng đã nói với nhau rồi cô bác. Không phải là bây giờ mới nói rồi, mà lúc mà anh em vừa tìm đến nhau thì các anh thợ cũng đã bảo với cháu Lực rằng là mấy nữa trong cái khoảng thời gian thì chắc chắn là sẽ phải là nghỉ 2-3 ngày để lo cái phần ma chay giúp cho hàng xóm. Cày đâu em? Chơi á? Mưa sương mù này đi liệu có bị lạc không? Đâu. Sương mù như này đi thì tí liệu có bị lạc không, không về đến nhà không? Không. Không à? Thế mắt vẫn còn tinh nhở? Có vẻ như bây giờ sương mù rất là nhiều này các bác này. Tầm mà bây giờ cái góc nhìn sương mù ấy thì nhìn được tầm độ là 10 mét. 10 mét thì nhìn thấy đó hết. Chỉ nhìn thấy cái nhà kia thôi. Vâng. Phạm vi mình nhìn được có 10 mét thôi bây giờ ấy. Vâng. Tối nay có khi là em lại lên đây ngủ nhá. Vâng. Căng cái lều, biết cái lều kia biết căng không? Có. Có à? Vâng. Anh căng cái lều xong là vào đấy giải ra ngủ trên đấy. Vâng. Ngủ trên này thì có mạng ở dưới nhà nhờ. Vâng. Dưới nhà thì nếu mà vào phòng thì không có mạng đâu. Vâng. Chỉ cần thời gian thôi cô bác thì gia đình của em Sử là sẽ hoàn thiện rồi. Đến lúc tân gia thì anh em nào mà mình đã từng được nhờ người ta đến giúp mình thì mình phải gọi về nhá. Vâng. Đấy, để cho người ta cùng chung vui với mình. Vâng. Xem cái thành quả của mình trong cái quá trình mà người ta giúp mình đào nền này, đến lúc mà vận chuyển cắt hay là như nào đấy. Vâng. Đấy, về để mình cảm ơn người ta một câu. Vâng. Đó. Mình làm cái gì thì nó cũng phải là nói là từ là gọi là biết ơn đấy. Vâng. Đấy, kể cả như em bây giờ cũng thế này, người ta ra hộ em thì em phải đi ra hộ người ta thì sau này người ta mới ra hộ em đúng không? Vâng. Đấy, cứ phải đổi công là cứ luân phiên nhau như vậy, đổi đi đổi lại thì mới có giúp được, chứ không là bây giờ đến lúc nhà người ta làm mình không đi ra hộ, đến lúc nhà mình làm thì chẳng có ai hộ cả. Vâng. Đấy, như vậy thì thành ra là người ta sẽ xa lánh mình một chút. Vâng. Đấy, cái thức phim hôm nay thì có vẻ là nói nhiều hơn cả làm ấy cô bác ạ. Đấy. Hay còn mấy anh em thì chắc là cũng chỉ là tâm sự nói chuyện tới đây thôi các bác. Đi xuống nhà của em Sử một lúc rồi thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về nhà các bác. Hôm nay thì có vẻ là thời tiết sương mù rất là nhiều. Đấy, qua những cái thước phim và qua cái những góc nhìn của cô bác anh chị nhìn cũng đã biết là cái thời tiết hôm nay nó rất là xấu rồi. Đấy, còn thước phim hôm nay thì thôi anh em mình nói chuyện ở đây thôi nhá. Vâng. Để ngày mai anh em mình lại nói tiếp nhá. Mai có nói được không? Có. Có à? Ngày mai anh em mình không nói nữa thì lại anh em như kiểu không gặp nhau ấy nhở? Vâng. Đấy, Sử có sợ là bây giờ anh đang làm dở chứng này anh bỏ đi cái không? Không sợ đâu. Không sợ đâu à? Vâng. Nhưng mà em có biết làm không? Em không biết ạ. Đấy, anh bỏ đi cái là bây giờ nó thành cột như này thì không sợ à? Hơi lo tí nhỉ? Vâng. Không sợ thì nói không phải nhưng mà hơi lo trong lòng. Hơi gọi là hơi thất vọng với anh đúng không? Vâng. Ta hứa bảo là giúp em làm cái ngôi nhà khang trang nhất, đẹp nhất bản ở đây. Mà cuối cùng mà làm dở xong là chạy đi, cuốn gói chạy đi rồi. Vâng. Đấy, cái điều đấy thì đừng có bao giờ suy nghĩ tới nhá. Vâng. Và anh cũng điều đấy thì cũng không bao giờ làm cả. Vâng. Đấy. Bây giờ thì thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở tháng 6 tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.